chào tất cả những khán giả đã quay trở lại với Let's Style, nhà của phong cách. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là dinh dưỡng dành cho người gầy. Mối lo của những người thiếu cân cũng rất là một vấn đề rất là gian nan. Và ngay bây giờ thì Huyền Quỳnh xin giới thiệu cho vị khách mời ngày hôm nay, đó chính là tiến sĩ bác sĩ Vũ Thanh đến từ Bệnh viện Bạch Mai ạ. Và diễn viên Trọng Lân. Có xuất phát điểm từ khoa sân khấu trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trọng Lân, chàng diễn viên trẻ sinh năm 1993, trở thành một gương mặt sáng giá của nhà hát kịch Hà Nội. Một vài năm trở lại đây, Trọng Lân bắt đầu có những bước tiến mới trong sự nghiệp khi khẳng định mình trong lòng người hâm mộ. Đặc biệt, đến bộ phim truyền hình Người Phán Xử, Trọng Lân mới thực sự được chú ý. Để có được sự tỏa sáng trong điện ảnh và truyền hình, nam diễn viên Trọng Lân đã có một quá trình tập luyện, phấn đấu hết mình. Từ một chàng trai mảnh khảnh, gầy yếu, giờ đây anh đã có một thân hình đẹp và được nhiều người mơ ước. Anh sẽ chia sẻ bí quyết giúp mình tăng cân trong chương trình Nào Cùng Phong Cách với chủ đề dinh dưỡng cho người gầy ngày hôm nay. Như Huyền Quỳnh biết trước đây thì Trọng Lân khá gầy mà phải không? Có thể nói là rất là gầy chứ không phải khá gầy. Vì có một khoảng thời gian Lân bị stress này trong cuộc sống này. Đó, với chiều cao là 1m83 mà chỉ nặng có 65 cân, đó trông như một thanh củi luôn. Nhưng mà cái đó là do bạn không ăn được hay là do tạng người hay là do một vấn đề gì khác? Cân nặng này nó theo kiểu như là mình đang độ tuổi phát triển chẳng hạn, đó khoảng thời gian đấy mình còn trẻ nên là mình đang cơ thể mình chưa hấp thụ được. Chưa hấp thụ được rồi mình nhiều khi bị stress rồi công việc rồi học hành rồi tất cả mọi thứ nó làm cho mình bị kiểu như là không tất cả những vấn đề đó cộng hưởng lại. Bây giờ sẽ hỏi đến bác sĩ ạ, đó là thì rất là nhiều người gầy nói rằng là tôi ăn bao nhiêu thì không thể béo được, mà ăn bao nhiêu thì cơ thể có nghĩa là người ta họ ăn rất khỏe nhưng mà họ không thể béo được, thì vậy là nguyên nhân là do đâu? Đầu tiên thì chúng ta cũng xem là chẩn đoán thế nào gọi là gầy. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2000 thì đánh giá gầy các cái mức độ, thì chúng ta thấy là lấy cân nặng chia cho chiều cao bình phương tính bằng mét. Nếu như nằm dưới ngưỡng 18,5 tức là gì ạ? Gầy. Thế và từ 18,5 đến 17 là gọi là gầy mức độ nhẹ. Từ 17 đến 16 tức là thì gọi là gầy mức độ trung bình. Thế và dưới 16 thì là gầy mức độ nặng. Quay trở lại câu hỏi của bạn là bạn nói là có rất là nhiều người ăn nhiều thế nhưng mà lại không tăng cân, thì lý do tại sao? Đầu tiên chúng ta phải khai thác cái chế độ dinh dưỡng người ta ăn vào. Chúng ta thấy là khi chúng ta ăn vào thì tất cả các thực phẩm vào dạ dày rồi đến ruột. Ruột thì có hỗn tràng, tá tràng và hồi tràng. Ở đấy sẽ thực phẩm đó sẽ được hấp thu nhờ các cái men. Đó là men dạ dày, men tụy, men mật, men dịch ruột. Thì tất cả những cái dịch đó tham gia vào quá trình là gì ạ? Cắt nhỏ thực phẩm và giúp cho thực phẩm hấp thu vào trong cơ thể. Niêm mạc ruột của người đó có bình thường hay không? Nếu như mà người ta ăn nhiều thật sự mà không tăng cân thì cần phải đi kiểm tra, có thể là đến bác sĩ kiểm tra, đến bệnh viện kiểm tra xem hệ tiêu hóa có vấn đề hay không. Cái tiếp theo nữa là gì ạ? Cái người đó họ có bị bệnh lý kèm theo hay không thì phải đi kiểm tra về lâm sàng, cận lâm sàng, thì lúc đấy phát hiện ra được là cái vấn đề đó, để chúng ta tìm được nguyên nhân rõ ràng để chúng ta can thiệp. Nếu như không tìm ra được những cái nguyên nhân gì thì lúc đó chúng ta can thiệp về dinh dưỡng, điều trị để cho tăng cân. Quay trở lại với cả diễn viên Trọng Lân ạ, khi đó bạn làm thế nào để có thể tăng được cân và có một cái thể hình mỡ như bây giờ? Thời gian em rất là gầy, xong rồi em cũng không biết làm cách nào để em béo lên được mà ăn rất là nhiều, không hấp thụ được đó. Xong rồi em phải đi tập luyện thể thao nữa. Trước khi mình phải đi tập luyện thể thao nữa, có tập một chút gym, chạy bộ, đá bóng nữa thì cơ thể nó sẽ được tốt hơn. Khi mình ăn uống mình cảm thấy thoải mái hơn, ăn ngon miệng hơn thì hấp thụ được tốt hơn và béo hơn.
Vậy thì có một cái chế độ dinh dưỡng gì mà gọi là dành riêng cho người gầy không bác sĩ? Có chứ. Đối với người gầy thì chúng ta phải ăn cái chế độ ăn gọi là bồi dưỡng. Gọi là lưu ý những gì nhất ạ? Lưu ý thì đầu tiên là chúng ta để mà có một cái chế độ dinh dưỡng điều trị cho người gầy để đạt được cái cân nặng cần phải có thì chúng ta tính cái mức năng lượng sẽ trên cái nhu cầu mà cái người đó cần. Thế nhưng mức năng lượng cũng tăng dần chứ không nên đạt, tức là không, chúng ta có một cái mức năng lượng đạt đến đích. Thế và nếu như chúng ta thực hiện được cái chế độ dinh dưỡng chắc chắn sẽ tăng cân. Cái chế độ dinh dưỡng đối với bạn trẻ như em đây, chúng ta cần phải cơ bắp phát triển, kể và chiều cao thì bạn tốt rồi. Thế nhưng mà để một cái chế độ dinh dưỡng mà có một cái thân hình đẹp đối với nam giới là phải có cơ bắp đúng không? Và cái lớp mỡ nó phải ít. Thế thì chúng ta lựa chọn cái thực phẩm chứa protein. Trong cái protein thì cái protein whey ấy, protein whey là như thế nào? Là một cái protein mà giúp cho khi chúng ta ăn vào thì cái khối cơ nó được tổng hợp một cách nhanh nhất. Thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta sử dụng các cái loại thịt nạc, trứng. Về dinh dưỡng, về y học thì cái chỉ số nào có chỉ số sinh học cao thì sẽ được hấp thu một cách tối đa. Thì chúng ta thấy là cái protein ở trong trứng là cái protein có cái chỉ số sinh học là cao nhất, thì chúng ta sử dụng cái protein đó. Rồi sử dụng cái protein ở thịt bò chẳng hạn, ở thịt nạc thì chúng ta, thịt lợn thì chúng ta sử dụng thịt nạc thăn. Thế còn thịt gà thì chúng ta sử dụng cái lườn gà. Thì đấy là có cái chỉ số sinh học cao, thì khi mà chúng ta ăn vào nó sẽ giúp cho tổng hợp protein ở trong cơ là tốt nhất. Hoặc là dành cho riêng nam thôi phải không ạ? Kể cả nam hay nữ. Tức là chúng ta thấy là đối tượng là nam thì chúng ta ưu tiên bổ sung cái gì, và đối tượng nữ thì cần phải có vóc dáng đẹp, không có gì ạ, cân nặng phải chuẩn và lượng mỡ trong cơ thể vừa phải. Còn đối với Trọng Lân, ngoại hình đối với bạn quan trọng như thế nào trong công việc? Đối với Trọng Lân thì tất nhiên là ngoại hình với những người làm nghệ thuật thì rất là quan trọng. Ngoại hình sẽ giúp cho người ta có một cơ thể đẹp này, để mặc quần áo các thứ thì sẽ rất là đẹp hơn, đúng không? Ngay cả trong những vai diễn của Lân ấy, nhiều khi mà có những vai diễn bắt buộc là phải béo, bắt buộc là mình không được gầy. Khi mà mình gầy thì khi mà mình gầy vận động của mình ấy, vận động thì mình sẽ bị lỏng, mình sẽ không vận động, nó không được đẹp. Đứng trên sân khấu thì ngay đứng trên sân khấu diễn kịch đi đứng nó sẽ bị nhìn nó không được khỏe khoắn. Ngày xưa đi học là những vai nghiện ngập quay ấy. Thì cần, đúng là cần, thật sự là rất là cần một cơ thể gầy để mình hóa thân vào nhân vật như vậy. Trước đây, diễn viên Trọng Lân đã từng rất gầy. Anh thường được mời vào đóng những vai có thân hình gầy gò hoặc các vai nghiện. Với niềm đam mê cống hiến nhiều hơn nữa cho điện ảnh, truyền hình, anh đã không ngừng tập luyện cùng với chế độ ăn uống khoa học, nên sau một thời gian ngắn, anh đã có được một thân hình đẹp với các số đo mà nhiều chàng trai mơ ước. Nghề diễn phải đi nhiều, ăn uống thất thường cũng ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng Trọng Lân vẫn luôn cố gắng duy trì chế độ ăn khoa học và tập luyện thể thao đều đặn nên anh vẫn giữ được một form dáng chuẩn, thể hình đẹp. Hãy tiếp tục lắng nghe Trọng Lân chia sẻ những kinh nghiệm quý báu giúp anh có được các chỉ số sức khỏe mà nhiều người mơ ước như hiện nay. Như vậy thì diễn viên là những người mà kiểm soát cân nặng của mình rất tốt không? Để mà nói thì nghệ sĩ thì khó lắm, nhưng mà chú ý vào nó thì tốt. Để mà kiểm soát thì nhiều khi nghệ sĩ phải đi đêm rồi về hôm rồi ăn uống thất thường. Đã bao giờ bạn phải tăng cân vì một vai diễn nào đó hay chưa? Có rồi, em cũng phải tăng cân khi mà em tham gia bộ phim Quỷ Mũ Bê vừa rồi thì cũng cần có một hình thể đẹp để mặc những áo da cho nó vừa vặn hơn, nhìn cho nó khỏe khoắn hơn. Thì trước đấy, trước khi phim bầm máy thì em rất là gầy, nhiều
ăn uống thất thường, rồi thanh niên đi chơi về khuya, nhiều khi không để ý vào cái giờ giấc của mình á. Thì trước khi bấm máy thì mình cũng ở nhà một vài tuần, mình ăn ngủ đúng giờ, đi ăn sáng này, ăn đủ ba bữa, nên cái quan trọng nhất là bữa sáng sẽ giúp cho mình hấp thụ được tốt nhất, bữa sáng là bữa quan trọng nhất. Thì em sẽ ăn bữa sáng rồi bữa trưa, một chút buổi tối nữa, rồi kết hợp với cả đi luyện tập như thể thao, tập gym để cho người khỏe khoắn hơn, hấp thụ tốt hơn. Vậy thì đối với cả một cái cạnh là bác sĩ ạ, thì chúng ta nếu khi muốn tăng cân thì sẽ có những biện pháp như thế nào khác nhau ạ? Nếu như chúng ta muốn tăng cân thì bắt buộc là chúng ta phải nạp năng lượng vào trong cơ thể, rồi phối hợp với lại tập thể dục. Tập thể dục thì là một cái phương pháp phụ, còn đây trong cái điều trị về tăng cân thì chế độ dinh dưỡng là liệu pháp điều trị chính. Thế thì trong cái chế độ tăng cân thì chúng ta lựa chọn các cái thành phần cao năng lượng, các cái thực phẩm chứa nhiều năng lượng để chúng ta phối hợp, chúng ta cung cấp một cái mức năng lượng, số lượng năng lượng sẽ đạt được đỉnh trong một ngày cho cái người cần phải tăng cân. Và các cái thành phần sinh năng lượng cũng phải cân đối, và các cái chất không sinh năng lượng cũng phải cân đối. Ở đây bạn nói rất là đúng, là đối với điều trị mà tăng cân thì bữa sáng là một cái bữa rất là quan trọng. Trọng Lân, làm như thế nào để bạn có thể duy trì được vóc dáng như hiện nay, hàng ngày phải đi quay, có những lúc đi quay rất nhiều, có lúc thì lại ở nhà không phải làm gì cả, thì cái việc bạn duy trì cân nặng thế nó có khó khăn đối với bạn hay không? Đối với Lân ạ, cũng rất là khó khăn, vì với cái kiểu thanh niên như mình ăn uống chất thường, rồi nhiều khi mình ăn uống nó không đúng bữa, hôm nay ăn ngày hôm sau lại không ăn, cái lượng thực phẩm rồi lượng calo nó truyền vào người thì không đều. Em thì thường tập luyện thể thao, tập gym, không tập nặng, chỉ tập làm sao để cho người mình cảm thấy khỏe khoắn, để mình khi mà mình về nhà mình ăn cơm cảm thấy ngon, rồi những cái đi chơi tạo niềm vui để cho đỡ đầu óc đỡ bị stress. Đó, khi mà stress thì rất dễ bị giảm cân, có một thời gian bị stress bị giảm cân rất là nhanh, cũng không béo lên được. Vậy thì nếu mà để mà có một lời khuyên dành cho khán giả của chúng ta mà đang rất là ở trong tình trạng là thiếu cân trầm trọng ạ, thì bác sĩ và diễn viên Trọng Lân sẽ khuyên như thế nào? Đối với những người mà có cơ thể gầy thì chúng ta cần phải đến bác sĩ dinh dưỡng để chúng ta tư vấn chế độ dinh dưỡng. Chúng ta sẽ biết được là chúng ta đang ở cái mức độ như thế nào để chúng ta được can thiệp kịp thời để chúng ta duy trì cái cân nặng chuẩn của chúng ta. Còn Trọng Lân, bạn sẽ dùng lời khuyên thế nào tới các vị khán giả? Chị Thanh Mai đã chia sẻ với rất là đầy đủ với khán giả rồi. Vừa đối với Lân ấy, muốn có một cái sức khỏe tốt, muốn có một cơ thể đẹp thì tất nhiên là bạn phải khỏe mạnh. Hãy tập luyện thể thao, nghĩ về những niềm vui, rồi chăm sóc bản thân mình thật tốt, ăn uống đầy đủ, không nên thức khuya, thì người ta nghĩ sẽ có một đời vóc dáng đẹp hơn. Vâng, và xin cảm ơn bác sĩ Vũ Thanh và cảm ơn diễn viên Trọng Lân rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì có rất nhiều những áp lực, đôi khi có những công việc mà tính chất công việc yêu cầu chúng ta phải có một thân hình rất là mảnh mai, nhưng mà cũng đừng vì vậy mà các bạn giữ cho thân hình mảnh mai nhưng lại thiếu đi dinh dưỡng cho chính cơ thể của mình. Vì ngày nay chúng ta không chỉ cần đẹp nữa mà chúng ta phải cần cơ thể của chúng ta phải khỏe mạnh, phải không nào? Hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay các bạn đã có thêm rất nhiều những bí quyết để chăm sóc cho chính bản thân mình, và vào những phút cuối chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go, là cuộc dịch chuyển.